Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Thủ Dầu Một. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn nhà tân cổ điển bán biệt thự luôn quý vị nhá. Đấy. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán ở phường Phú Lợi, cực kỳ đẹp luôn. Và trước khi giới thiệu căn nhà này, Tuấn Nguyễn xin quay qua con đường và giới thiệu sơ sơ một chút xíu để quý vị định hình được, đúng không ạ? Trước màn hình chúng ta là con đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn quý vị nhá. Đấy. Đi bên tay trái thì chúng ta chạy về thành phố Dĩ An quý vị nhá. Đây này, đó. Đó quý vị, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn ở đó. Chúng ta chạy bên tay trái thì chúng ta về thành phố Dĩ An. Chúng ta chạy lên tay phải thì chúng ta đi hướng Thủ Dầu Một quý vị nhá. Hướng lên Trân Thành, hướng lên Bình Phước quý vị nhá. Đấy. Và đây là con đường nhựa 10m này. Ở trong khu dân cư của chúng ta có lối đi bộ vỉa hè, cây xanh hai bên 3m như thế này. Và đây, trong khu dân cư của chúng ta là quý vị nhìn này. Đấy. Đường nhựa 10m trước căn nhà đúng không ạ? Có lối vỉa hè, cây xanh. Đấy, đi bộ hai bên. Trước căn nhà chúng ta là có một căn biệt thự nhà vườn to chà bá luôn. Đây quý vị nhìn này. Đó. Đây quý vị nhá, căn biệt thự trước căn nhà chúng ta luôn. Đây. Và xung quanh đây đều là nhà vườn, nhà biệt thự hết. Bởi vì quý vị biết tại sao không ạ? Ở cái khu vực thành phố Bình Dương này á, dân gốc ở đây rất nhiều nhá quý vị nhá. Dân hiện hữu, dân gốc ở đây rất nhiều. Cho nên là đa số là người ta ở nhà cao, cửa rộng, nhà lớn hết quý vị nhá. Tại sao mà chúng ta toàn thấy nhà to? Bởi vì sao? Người ta nhiều đất, đúng không quý vị? Đất của người ta nhiều, người ta không phải mua. Người ta chỉ cần bỏ tiền ra người ta xây nhà thôi, đúng không ạ? Cho nên là quý vị nhìn cái nhà nào cũng lớn hết, đúng không quý vị? Nhà nào cũng lớn, nhà nào cũng to hết. Đây quý vị này, nhà của chúng ta, nhà của người ta mà chiều ngang lên tới 20-30m như thế này. Đấy, toàn như vậy không á quý vị. Và đây, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review, giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn nhà tân cổ điển. Đấy, bán biệt thự luôn quý vị nhá. Chút xíu nữa là lên biệt thự thôi, nhưng mà cái này bán biệt thự luôn quý vị, tân cổ điển. Đây, phường Phú Lợi, căn nhà của chúng ta có hướng là hướng đông quý vị nhá. Chiều ngang 6m, chiều sâu lên tới 28m. Tổng diện tích chúng ta có 168m², đúng không ạ? Full thổ cư luôn quý vị nhá. Tất cả là full thổ cư luôn. Nhà tân cổ điển, đấy, 2 lầu 1 trệt, có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Đấy. Có một sân xe hơi, đậu được 2 chiếc xe hơi luôn quý vị nhá. Đấy. Một phòng thờ, đấy, sân phía sau, đấy, nuôi gà trồng rau thoải mái. Nội thất cao cấp, tặng full gỗ gõ đỏ hết quý vị nhá. Sau này sẽ bổ sung thêm tủ quần áo và giường, chăn ga, gối nệm, tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết. Giá thì Tuấn Nguyễn sẽ báo ở cuối video cho quý vị và các bạn biết. Quý vị và các bạn hãy đợi Tuấn Nguyễn một chút xíu, đúng không ạ? Một căn nhà tân cổ điển hướng đông quý vị nhá. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để review kỹ hơn cho quý vị và các bạn xem. Đây là mặt tiền căn nhà của chúng ta này, hai bên có hai cánh, có ba trụ, đúng không ạ? Bê tông cốt thép, đấy, hoa văn tân cổ điển, ở trên có đèn tây quý vị nhá. Đấy, đây là cái lối đi bộ và lối xe Honda. Chúng ta đi ở phía bên tay trái này. Còn đây là cánh cổng lớn. Hai cánh cổng lớn bằng nhôm đúc, đúng không ạ? Sơn mạ vàng, đúng không ạ? Đây, nhà chúng ta thì đang đi vào hoàn thiện. Có chuông luôn, quý vị nhá. Đây, quý vị ơi. Đang đi vào hoàn thiện ở đây là hoàn thiện cái gì ạ? Mái che, quý vị nhá. Mái che bạt di động để kéo ra kéo vào. Để cho tránh mưa, tránh nắng, với lại chúng ta để xe hơi cho nó không bị nắng, đúng không ạ? Không bị mưa nó bẩn xe đâu. Đấy, hoàn thiện là hoàn thiện như vậy thôi. Phía sau cũng vậy. Phía sau cũng là một cái sân như thế này để ăn nhậu với lại là nuôi gà nuôi vịt thôi. Còn là căn nhà của chúng ta hoàn thiện full 100% rồi quý vị nhá. Đây, căn nhà màu trắng ngọc tinh. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hoa văn kiến trúc phào chỉ tân cổ điển. Ở lầu 1 chúng ta thiết kế ban công vuông quý vị nhá, có lan can bằng bê tông cốt thép. Đấy, lầu 2 chúng ta có ban công vòm. Đấy. Sắt đúc CNC sơn màu vàng quý vị nhá. Đây, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị vào bên trong. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chiều ngang 6m, chiều sâu lên tới 28m quý vị nhá. Tổng thể 168m², full thổ cư luôn. Tất cả gỗ gõ đỏ hết quý vị ơi. Quý vị nhìn cánh cửa gỗ gõ đỏ này, Tuấn Nguyễn sẽ đóng lại một chút xíu quý vị nhá. Quý vị đợi chút Tuấn Nguyễn một giây đi. Đây, cho quý vị xem này. Cái cánh cửa gỗ gõ đỏ của chúng ta nó hoành tá tràng như thế nào quý vị này. Đây. Đây quý vị. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, quý vị thấy cánh cửa gỗ gõ đỏ của chúng ta chưa? Đẹp lung linh luôn quý vị nhá.
dày 4 phân. Đấy, khung bằng gỗ gõ đỏ hết, hoa văn tân cổ điển hết. Bước lên bậc thềm vào nhà phòng khách chúng ta có 3 bậc bằng đá hoa cương. Đây, màu xám, trên đây là màu xám vằn, đúng không ạ? Cực kỳ giá trị quý vị nhá. Căn nhà này hai bên như thế này thì là bao cổng kín tường hết quý vị nhá. Đấy. Ở trên chúng ta có mái vòm này, đấy bạc, ở xung quanh thì chúng ta có sắt. Xung quanh đây, hai bên này là có đèn tây hết quý vị nhá. Mở ban đêm mở vô sáng rực luôn. Và đây, thưa quý vị, toàn cảnh của căn nhà chúng ta đây, phòng khách đây quý vị này. Wow. Phải nói là người ta đầu tư hết nước chấm luôn. Căn nhà này vừa hoàn công xong quý vị nhá. Đồ của bác thợ đang để đây, để tạm đây để làm cái mái vòm ở phía trước á, quý vị hình dung ra chưa? Đúng không ạ? Gạch khổ 80 vân đá, màu xám xi măng, đúng không ạ? Hai đặc biệt bốn bên chân tường chúng ta ốp gỗ gõ đỏ hết quý vị nhá. Này, ốp gỗ gõ đỏ mà không phải ốp cái loại thường đâu quý vị nhá. Có hoa văn phào chỉ tân cổ điển hết quý vị nhá. Đấy, 1 mét từ dưới lên 1 mét quý vị nhá. Đẹp phải nói là hết nước chấm luôn quý vị ơi. Đây. Chúng tôi sẽ quay bên ngoài cho quý vị xem. Đấy. Đẹp hết nước chấm luôn nha. Sân xe hơi để hai chiếc xe bán tải. Ngoài ra xe Honda thì để vô đối luôn. Đấy, đối diện chúng ta là một ngôi biệt thự nhà vườn. Đấy, mái thái rộng có cả hàng hecta luôn quý vị nhá. Đẳng cấp phải nói là cực kỳ luôn. Khu vực này tần chỉ thạch cao, hoa văn tân cổ điển này, đèn led, đèn chiếu sáng, đèn màu này, quạt Panasonic đúng không ạ? Đấy. Mái vòm giật lên 2-3 cấp như thế này, quý vị thấy ok chưa? Uy tín chưa? Đó. Đặc biệt ở đây chúng ta có một cái khung gỗ gõ đỏ hết quý vị nhá. Đây. Bàn tivi này, gỗ nguyên khối này. Đấy, để âm ly này, rồi những chai rượu quý chúng ta để ở những cái ô như thế này. Quý vị, đây. Gỗ nguyên khối hết quý vị nhá. Wow. Phải nói là chất lượng của chất lượng đúng không ạ? Đây chúng ta để một cái tivi 100 inch, đầu máy âm ly. Đấy, chúng ta để dưới hai cái loa chúng ta để ở trên kia và tranh ảnh đúng không ạ? Căn nhà này phải nói người Bắc quý vị nhá, người ta thiết kế phải nói không chê vào đâu được, thực sự là người Bắc người ta có một cái gu đúng không ạ? Cái gu mà chơi đồ đúng không quý vị? Một khi người ta đã đầu tư, người ta đã đầu tư công sức tiền bạc vào đây. Đấy thì người ta đầu tư tới mức luôn. Quý vị thấy những cái đồ gỗ gõ đỏ như thế này. Đây là những cái cánh cổng này. Đấy, tượng trưng cho những cái cánh cổng chúng ta bước vào phòng ăn, phòng bếp. Đấy, nó to đồ sộ chưa quý vị? Tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết quý vị nha. Này, khu vực cầu thang, gỗ hết, không có một tí gạch, tí kiến, cường lực, inox nào hết. Đây là khu vực phòng ăn và phòng bếp. Đấy, chúng ta có một bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối, 6 ghế tân cổ điển như thế này quý vị nha. Đáng lẽ là cái bàn này 8 ghế đấy, mà không biết đi đâu 2 ghế rồi. Chắc là để ở trên lầu hoặc ở trong phòng ngủ rồi quý vị nha. Đấy. 6 ghế như thế này, bộ bàn ăn nguyên khối quý vị nhá, nguyên khối luôn. Đó. Rất giá trị đúng không? Bộ này cũng hết là gần 70-80 triệu đấy quý vị, gần 100 triệu đấy. Không gian này thì rộng rãi vô cùng. Đấy. Hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối hết quý vị nhá. Gỗ gõ đỏ nguyên khối hết. Ở đây chúng ta dùng để là để tủ lạnh này. Ở trên chúng ta là làm bàn thờ ông công đúng không quý vị? Đây là bàn bếp bằng đá hoa cương. Đó, bồn inox rửa chén 304. Khu vực này là khu vực đấy, để chén bát, chén dĩa thoải mái luôn. Khu vực này là máy hút mùi này, đúng không ạ? Chúng ta còn bố trí ở khu vực này. Trong này chúng ta có tủ này, tủ ở dưới gầm cầu thang này, ở bên này nữa này, chúng ta để rượu, đúng không ạ? Đấy, để tủ rượu, để các thứ rượu quý, các bình rượu lớn ở đây. Phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn quý vị nhá. Trần chỉ thạch cao của khu vực phòng ăn và phòng bếp này. Wow, đẹp. Phải nói là lung linh. Đặc biệt tiến về phía sau đây chúng ta có một công năng mà hiếm có căn nhà nào có được quý vị ơi, một căn phòng ngủ dưới trệt. Căn phòng ngủ dưới trệt này thì phù hợp cho gia đình chúng ta có ông bà già lớn tuổi đúng không ạ, bố mẹ nữa, thì chúng ta sẽ sắp xếp bố trí cho ông bà bố mẹ của chúng ta ngủ nghỉ ở dưới này. Một phòng ngủ view của rộng luôn đấy, trần chỉ thạch cao tân cổ điển luôn quý vị nhá. Máy lạnh này đó, ổ điện thì bốn bên chỗ nào cũng có hết quý vị nhìn trên màn hình đây đúng không ạ. Phía trong này chúng ta có một nhà vệ sinh khép kín. Đây chúng ta vào xem có gì. Gỗ nhựa cao cấp Musik của Hàn Quốc quý vị nha, không cong vênh mối mọt và ngấm nước được, đúng ok. Thiết kế như thế này là ok rồi, không được phép là thiết kế bằng cái gỗ, bằng gỗ đúng không ạ, sẽ ngấm nước. Bồn rửa lavabo rửa mặt, gương soi điện đây quý vị nha, chắc là chưa lắp điện đúng không ạ. Đây gạch lát phun này, chúng ta có vòi tắm này đó, mạ đồng
rất là đẹp đúng không ạ? Bồn cầu xịn này, đây quý vị này, bồn cầu xịn xòa chưa? Khu vực này chúng ta để quần áo và khăn mặt đúng không ạ? Gạch lát phun, có ô thoáng gió thoáng khí ra phía sau này. Đấy, quý vị thấy đẹp chưa? Cửa gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Tuấn Nguyễn rất là tín đồ với cái đồ gỗ quý vị ạ. Không hiểu sao mà Tuấn Nguyễn nhìn đồ gỗ thì Tuấn Nguyễn bị mê hoặc luôn rồi quý vị ạ. Thật sự là như vậy, nó đẹp lắm. Nó đẹp cuốn hút lòng người luôn quý vị nhá. Đây, cửa chúng ta có cái chế độ hít này quý vị nhá. Đây, khỏi lo mà gió đập ra đập vào. Đây, quý vị yên tâm luôn. Đặc biệt là những cái dưới hành lang đi bộ dưới chân tường đúng không ạ? Ốp gỗ gõ đỏ như thế này, vân veo hoa văn hoa chỉ đẹp như thế này quý vị này. Uy tín chưa? Cực kỳ uy tín. Và đây phía sau chúng ta có phòng vệ sinh số 2 đúng không? Đây, ở trong phòng ngủ lầu trệt chúng ta có một phòng vệ sinh rồi. Phòng vệ sinh số 2 này chúng ta dùng cho khách này đúng không ạ? Khách tới chơi thì cứ việc đi vệ sinh ở đây thoải mái đúng không ạ? Đây, bồn cầu này, lavabo rửa mặt, gương soi điện đúng không ạ? Đó quý vị nhá, gương soi điện. Đó, quý vị thấy gương soi điện đẹp chưa? Tuấn Nguyễn sẽ soi xíu để cho quý vị thấy xem Tuấn Nguyễn có đẹp chào. Đấy quý vị nhá. Đấy, bồn tiêu bồn tiểu này. Đấy, ở đây chúng ta thiết kế này là quý vị biết rồi đúng không ạ? Dành cho mấy ông ăn nhậu đúng không ạ? Tới nhà khách khứa thì đây rất là tuyệt vời. Đây có vòi tắm này, phòng tắm có vòi tắm như này quý vị này. Đấy, dây này, vòi đứng này đó. Gạch lát phun, hệ thống chiếu sáng ok. Khu vực này cũng mạ vàng mạ đồng hết quý vị nhá. Bồn cầu xịn. Wow. Đấy, có hệ thống thoáng gió, thoáng khí quý vị nhá. Đây là một cánh cửa nhôm chinh pha. To và to đùng luôn, dày dặn to đùng luôn quý vị này. Đó, quý vị thấy chưa, nhôm chinh pha từ trên xuống dưới. Chúng ta mở ra phía sau. Ở nhà này á, người ta thiết kế một cái vườn phía sau nó lạ lắm quý vị. Quý vị thấy nó lạ chưa? Này, cái vườn trồng rau nuôi gà thôi mà người ta ốp cái gì? Đá hoa cương hết quý vị nhá. Đây, đây là lát đá tự nhiên này. Đúng ạ, khu vực này chúng ta có thể để máy giặt và sân phơi đồ ở đây cũng được. Trên lầu chúng ta có rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thích phơi dưới đây chúng ta phơi, còn còn không thì thôi. Chúng ta để làm cái khu vực này nuôi gà này hoặc trồng rau này đúng không ạ? Ở trên là hàng rào ba bên hết rồi quý vị nhá. Bốn bên và ba bên đúng không ạ? Đây, một bên này. Đó, một phía sau bên nữa là hai này, phía bên hông là ba. Ở trên đây là người ta đang làm cái này này. Đây quý vị này. Làm cái khung sắt này là để hàn ở trên hết quý vị nhá. Đấy. Đấy, như cái lồng ấy, đấy, chứ không ở đây không có bạt, đúng không quý vị không? Để như thế này để cho lấy ánh sáng, lấy gió với lại mưa xuống đây để chúng ta trồng rau, đúng không quý vị? Cho nên là đây, có cái những cái khung sắt này đang chuẩn bị lắp lên, quý vị nhá. Đó, ok chưa? Còn sân phơi ở trên đây này, đó, trên lầu 1, lầu 2 có mà đây. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ xem căn nhà này còn những gì, cái tác phẩm kiệt tác này còn những gì nào? Đây, quý vị nhìn. Hình ảnh phía sau ra phía trước, phía trước ra phía sau nó đẹp đến mức độ. Tuấn Nguyễn đi review nhà nhiều nhưng mà thật sự vào căn nhà này thấy hai cái em chủ nhà trẻ trung như thế này, nhưng mà người ta xây một cái căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp đấy, mà cũng chịu là chơi đấy, cũng chịu đầu tư đấy quý vị. Đây, quý vị nhìn những cái nội thất gỗ gõ đỏ như thế này thì là chắc chắn những cái người mà người ta xây để ở đúng không, nhưng mà cũng vì cái nền kinh tế bây giờ rất khó khăn. Thú thật với quý vị là như vậy đúng không ạ? Những ngôi nhà tâm huyết mà nó kỹ càng chắc chắn như thế này, người ta đành lòng bán đi thì quý vị cũng hiểu rồi, người ta cũng rất là buồn đúng không ạ? Chứ không có ai xây nhà bán mà đầu tư như thế này đâu quý vị ơi. Đây quý vị nhìn này, tay vị trụ và bậc lên xuống tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết, tạo hoa văn phào chỉ tân cổ điển đẹp lung linh như thế này, rộng 1m1 quý vị nhá. Đây quý vị nhìn những cái sen hoa, phải nói là chất lượng luôn. Đấy, quý vị nào mà thích đồ gỗ giống Tuấn Nguyễn thì hãy vào đây xem căn nhà này. Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị sẽ hài lòng đúng không ạ? Kể cả những quý vị khách hàng khó tính nhất, quý vị nhìn những cái cầu thang gỗ gõ đỏ này thì quý vị không thể chê được điểm nào đâu ạ. Và đây là lầu 1. Ai tắt điện của Tuấn Nguyễn thì rồi. Lên lầu 1 này, đây thưa với quý vị. Tuấn Nguyễn sẽ review phía sau trước nha. Đây, phía sau chúng ta đi từ phía sau ra phía trước đi. Đấy, chúng ta đi từ phía sau lên đúng không ạ? Phía sau chúng ta có ban công đúng không ạ? Ban công sau chúng ta có một cánh cửa này. Cánh cửa này là cánh cửa nhôm chinh pha, người ta thiết kế ở cái khu vực mà tiếp giáp với lại ánh nắng mặt trời đúng không ạ? Mưa nó tạt vào cho nên người ta sử dụng nhôm chinh pha là cực kỳ phù hợp đúng không ạ?
trên trần đúc có đèn quý vị nha. Đây, ban công phía sau để chúng ta nhìn ra cái sân phía sau. Đấy, chúng ta nuôi gà nuôi vịt phía sau quý vị nhá. Ở phía sau này chúng ta có một rừng cây. Đây, rừng cây sao hay cái gì đó quý vị. Đấy, cây này rất là mát quý vị biết rồi. Ở những căn nhà như thế này mà nó phả cái hơi cái gió vào căn nhà mình thì có mát không ạ? Tuyệt vời luôn đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Trời luôn, mát rượi luôn quý vị nhá. Mát lắm. Và đây là phòng ngủ số 2. Đấy, dưới trệt chúng ta có một phòng ngủ đúng không ạ? Đây là phòng ngủ số 2 quý vị này. Quý vị thấy đẹp chưa? Đấy, phòng ngủ số 2 này, máy lạnh gắn sẵn nha. Đấy, phào chỉ tân cổ điển. Đây, cửa 4 phân, gỗ gõ đỏ nguyên khối. Ô chỉ kê cho quý vị. View ở phía sau này, cửa sổ nhôm chinh pha này. Đó, nhìn ra phía sau thoáng mát vô cùng đúng không ạ? Sáng rực căn phòng luôn, thơm tho đúng không ạ? Lavabo rửa mặt, gương soi xịn này, gương soi điện luôn quý vị nhá. Đây, đó. Đấy, chúng ta chạm là nó đấy. Quý vị thấy ok chưa? Đấy. Ô thoáng gió thoáng khí này, đấy, tất cả mạ vàng hết quý vị nhá. À, bồn cầu xịn nhá. Phòng tắm ngăn cách bằng kính cường lực đúng không ạ? Nào. Quý vị thấy uy tín chưa? Đó. Bằng vàng hết quý vị nhá. Đó, sơn mạ vàng hết. Không gian cực kỳ rộng rãi luôn. Quý vị thấy rộng rãi chưa? Tiến về phía trước này, đây là phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung này á thì tùy thuộc vào cái gu của mỗi gia đình đúng không ạ? Có nhiều gia đình chúng ta làm cái khu vực hát karaoke đúng không ạ? Hoặc là phòng sinh hoạt chung tiếp đãi bạn bè của các con các cháu của chúng ta ở trên này thì là một cái khu vực rất là tuyệt vời, lý tưởng đúng không ạ? Mà theo tôi nghĩ thì khu vực này làm phòng karaoke cũng rất tuyệt vời. Đấy. Phòng khách cũng được, phòng này cũng được thôi. Nói chung là nó nhiều mục đích sử dụng, mỗi gia đình có mỗi cái gu sử dụng khác nhau. Đúng không vị? Quý vị nhìn cái lan can đấy, cầu thang đấy, cái bệ ngăn cách nó uy tín không? Đấy, tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết quý vị nhá. Cực kỳ đẹp. Tiến về phía trước này, ở lầu 1 chúng ta có phòng ngủ số 2. Đấy, là tổng thể chúng ta đã có 3 phòng ngủ rồi đúng không ạ? Phía dưới 1 và lầu 1 2. Quý vị ơi, chiều ngang 5m, chiều sâu chiều dài lên tới 28m, mỗi lầu người ta thiết kế có 2 phòng ngủ thôi thì quý vị thấy là rộng hay là không rộng đúng không ạ? Đây, chiều ngang 6m. Đấy. Thiết kế mỗi lầu có 2 phòng ngủ thôi thì quý vị biết là một cái phòng ngủ nó rộng mênh mông bao la bát ngát luôn quý vị nhá. Phải 30m² cái phòng ngủ này. Trần chỉ thạch cao này, máy lạnh này, cửa gỗ gõ đỏ nguyên khối. Đây là khu vực kiến cường lực này, đây là phòng thay đồ ở trong đây quý vị nhá. Phòng thay đồ này, đó, phòng thay đồ ở đây quý vị nhá. Mai mốt chúng ta sẽ có một cái tủ ở đây. Đấy. Và nhà vệ sinh ở đây. Đây, nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng này, cửa nhựa cao cấp mô xích thép của Hàn Quốc. Đấy. Gạch lát phun đấy, bồn cầu xịn đấy, lavabo rửa mặt và gương soi điện đó. Quý vị thấy xịn sò chưa? Đấy. Gạch lát phun luôn ở bên trong này cũng như các phòng khác thôi. Đấy. Tất cả đều mạ đồng mạ vàng hết quý vị nhá. Đấy. Quý vị thấy xịn sò chưa? Nước chế độ nóng lạnh đúng không? Gạch nhám chống trượt. Wow, cái này chúng ta giật cấp xuống 4 phân quý vị nhá, nước không văng ra ngoài được. Đây là ban công phía trước. Đây, chúng ta có hệ cửa nhôm chinh pha. Nhưng mà nhôm chinh pha này không phải nhôm chinh pha thường quý vị nhá. Quý vị nhìn cái cánh cửa, cái tay cầm này. Quý vị biết cái loại xịn nhựa đúng không ạ? Hai cánh rất là lớn. Đấy. Chủ nhà này thiết kế rất là khoa học, đúng bài luôn. Bởi vì sao? Cũng như lúc nãy Tuấn Nguyễn nói rồi, những cái cánh cửa mà tiếp giáp trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa đúng không ạ? Thì chúng ta nên thiết kế bằng cái chất liệu nhôm chinh pha xịn như thế này, không có thì tránh công cong vênh mới mọt đúng không quý vị. Đây là những cái trụ bê tông hoa văn tân cổ điển, đèn này, đèn chiếu sáng, đèn tây quý vị nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Đó, lên đây này. Đấy, quý vị thấy cái bông sen chưa? Chúng ta lên lầu 2 quý vị nhá. Quý vị thấy ok chưa? Một căn phòng ngủ phải nói là diện tích rộng mênh mông luôn. Đấy, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu 2
đấy, khu vực cầu thang là quý vị nhìn toàn thấy gỗ có đỏ không. Lên bậc ở trên lầu 2 này á, thì chúng ta thiết kế bằng đá hoặc cương quý vị nhá. Đây tay vịn vẫn là gỗ có đỏ nhưng mà bậc lên xuống thì chúng ta dùng bằng đá hoa cương. Đấy, trên này thì Tuấn Nguyễn cũng đồng ý thôi. Đấy, trên này là nói chung là lầu 2 rồi thì đá hoa cương nó cũng chất lượng thôi, chứ không phải là kém chất lượng gì cả. Quý vị cũng yên tâm về cái vấn đề này đúng không ạ? Lên lầu 2 này, Tuấn Nguyễn sẽ review phía sau trước đúng không ạ? Phía sau đây. Phía sau chúng ta có một cái sân thượng phải nói là view triệu đô luôn. Đấy quý vị này. Đó. Tất cả xung quanh hoa văn tân cổ điển hết quý vị nha. Không phải xây tường thường thường như bên nhà hàng xóm kia đâu. Đây, nhà hàng xóm của chúng ta đây. Đấy, không phải là soi mói nhưng mà để cho quý vị nắm được đúng không ạ? Đây, nhà hàng xóm người ta chỉ có làm vậy thôi đúng không ạ? Đây là biệt thự của nhà hàng xóm đây đúng không ạ? Nhưng nhà chúng ta lạ lắm. Đây quý vị này, làm vậy này. Nhà chúng ta làm vậy được chưa quý vị? Hả? Đấy, ba cục nóng này đúng không ạ? Được chưa quý vị? Đây là cái thang này để chúng ta lên trần này đúng không ạ? Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên trần xem nhá. Đây là cái mái vòm này. Đấy, bạt kéo ra kéo vào để cho chúng ta ăn nhậu trên đây. Nướng đồ nướng trên đây quý vị nhá. Rồi, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên trần xíu nào. Xem là trên đây người ta có những cái gì nào. Đúng không ạ? Đây quý vị này. Trên này người ta đúc hết quý vị nhá. Đấy, tấm đúc hết. Đấy. Có kính cường lực kìa. Đó, giếng trời nha. Nước chế độ nước nóng lạnh nha. Tất cả xung quanh đều hoa văn tân cổ điển hết quý vị nhá. Quý vị thấy yên tâm chưa? Wow. Đấy, có căn nhà nào mà làm kỹ đẹp như thế này không quý vị? Đấy, Tuấn Nguyễn sợ độ cao quý vị nhá. Đấy, ngày xưa Tuấn Nguyễn cũng đã trải qua lính rồi nhưng mà không biết sao về giờ già rồi Tuấn Nguyễn sợ độ cao quá. Thôi thì Tuấn Nguyễn đi xuống đây. Đấy, chỉ quay như vậy cho quý vị biết là căn biệt thự tân cổ điển của chúng ta người ta đúc hết quý vị nhá. Đó, không có một chút xíu tôn nào hết quý vị ạ. Đấy, đúc hết rồi. Đấy, quý vị nhìn xung quanh này, tất cả đều đúc hết, ở trên tấm đều đúc hết nhá, không có một chút xíu nào là tôn hết. Và trên đây sẽ lắp cái máy vòm này. Đấy, thợ đang thi công đấy quý vị. Hôm nay thợ nghỉ quý vị nhá. À, thợ nghỉ đi ăn cơm, xin lỗi. Đó, sẽ có tấm bạt kéo ra kéo vào để chúng ta đặt cái bàn ở đây này, ngồi đây ăn nhậu này. Ui trời ơi, nó mát vô cùng luôn quý vị nhá. Mát cực kỳ luôn. Đó, nhà hàng xóm của chúng ta thì cũng thấp thấp như này thôi, nhưng mà trong nhà chúng ta thì ôi già, cao vút trên trời xanh luôn. Phải nói là đẳng cấp thật. Tuấn Nguyễn đảm bảo với quý vị là rất là đẳng cấp đấy. Và đây là căn phòng số 4. Căn phòng số 4 này, đấy, trần chỉ thạch cao này, máy lạnh có luôn quý vị nhá. View này, này quý vị thấy view chưa? View đẹp chưa? View xịn luôn quý vị nhá. Đấy, ở đây thì Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị hết nước chấm luôn. Đấy, cửa cũng có đỏ nguyên khối. Đấy, phòng này thì chúng ta không sử dụng hết thì chúng ta dành cho khách quý vị nhá. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tiến về phía trước, đây là một căn phòng thờ uy tín luôn. Đây quý vị này. Đây, Tuấn Nguyễn đóng lại cái cửa gỗ gõ đỏ cho quý vị xem nhá. Đây. Ok chưa? Phải nói là chuẩn của chuẩn luôn. Bật điện lên cho sáng xíu nào. Đây quý vị này, trần chỉ thạch cao của khu vực phòng thờ này quý vị này. Phòng thờ rộng như phòng ngủ luôn quý vị nhá, rộng lắm luôn. 1 2 3 38 24 24 với 6 là đi 3 mét chiều dài, 6 mét chiều ngang. Đấy, 18 mét vuông cho một căn phòng thờ này. Quý vị thấy đủ uy tín chưa? Ở đây chúng ta có một cánh cửa nhôm chinh pha như đầu Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi. Đấy, vòm quý vị nhá. Này, đó, uy tín chưa? Đấy, cực kỳ uy tín luôn. Trên lầu của chúng ta đây. Đó, đây chúng ta đúc hết, kết nối bê tông cốt thép hết quý vị nha. Đây, tân cổ điển hết quý vị nha. Đó, quý vị nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, hai bên tân cổ điển, ở trước hoa văn tân cổ điển nhưng mà bằng nhôm đúc quý vị nha. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Cực kỳ uy tín luôn đúng không ạ? Đây, ban công phía trước của chúng ta đây, mái vòm đây.
Đấy, đèn tây. Này, quý vị nhìn cái bên ngoài này. Đó. Quý vị nhìn uy tín chưa? Đấy. Xung quanh đây thì nói thật với quý vị, chắc là căn nhà của chúng ta cũng đẹp nhất nhì ở đây luôn đấy quý vị ạ. Kia là biệt thự nhà vườn, đúng không ạ? Nhà vườn thì cũng đẳng cấp đấy. Nhưng mà căn nhà của chúng ta phải nói là cao, đấy, đẹp. Đó. Không chê vào đâu được, không gian rộng rãi này thì tha hồ cho chúng ta muốn làm cái gì làm, đúng không ạ? Trồng những bông hoa đẹp ở đây này để cho nó tỏa mùi hương thơm ngào ngào ngạt, đúng không ạ? Vào những căn phòng thờ đấy để lấy hương, lấy hoa, lấy lộc, đúng quý vị. Đấy, tuyệt vời luôn. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta vừa cùng Tuấn Nguyễn đi tham quan xong một căn nhà tân cổ điển, đúng không ạ? Đầu tư phải nói là hết nước chấm luôn, đúng không quý vị? Giếng trời ở giữa này, đấy, quý vị thấy không? Rất là sáng cho căn nhà chúng ta. Vâng, một căn nhà mà phải nói là Tuấn Nguyễn review, nhưng mà Tuấn Nguyễn cũng thích thật. Tuấn Nguyễn thích, rất thích những cái căn nhà mà có diện tích rộng, đúng không ạ? Thứ hai nữa thì người ta xây theo cái phong cách tân cổ điển hiện đại, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là cái nội thất, đúng không ạ? Tất cả bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối dày dặn như thế này thì quý vị biết rằng giá trị, đúng không ạ? Về thời gian đấy, chúng ta dùng mãi mãi cho đời con đời cháu, đúng không ạ? Không bao giờ hư. Vâng, vậy là đã xong, đúng không ạ? Bây giờ thời gian còn lại Tuấn Nguyễn sẽ dành để báo giá cho quý vị và các bạn khách hàng của Tuấn Nguyễn trên mọi miền tổ quốc, nhất là các cô dì chú bác kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam sinh sống, đang muốn lựa chọn những căn nhà chất lượng, căn bán biệt thự hoặc là biệt thự. Trên kênh của Tuấn Nguyễn rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng căn nhà này là căn nhà mới 100% quý vị nhá. Căn nhà còn thơm phức mùi sơn luôn, chưa qua sử dụng quý vị nhá. Rất là phong thủy cho quý vị nào mà kiêng cữ những cái nhà cũ, đúng không ạ? Những cái nhà mà đã qua sử dụng rồi thì đây là một cái điểm mạnh của căn nhà này, chưa qua sử dụng quý vị nhá, còn thơm phức luôn. Vâng, quý vị xem được căn nhà này thì hãy liên hệ ngay với căn nhà đó Tuấn Nguyễn để Tuấn Nguyễn đưa quý vị đi xem, gặp chủ nhà thương thảo giá cả quý vị nhá. Chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 12 tỷ đồng quý vị nhá. Đấy, còn thương lượng đấy, chủ nhà sẽ tặng cho chúng ta full nội thất xịn sò luôn quý vị nhá. Đấy, 12 tỷ đồng đấy, còn thương lượng một chút xíu đấy, bớt lộc bớt lá lấy may cho quý vị. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like và hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này Tuấn Nguyễn xin nghiêng về nhà vườn, biệt thự đấy, và nhà tân cổ điển, nhà chất lượng cao, nhà có giá trị cao rất là nhiều. Đấy, cho nên cho tha hồ quý vị mua và lựa chọn quý vị nhé. Cuối cùng Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.